chào các bạn. Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV của mình. Rồi bữa nay kêu hai đứa tao qua đây quay clip gì nè? Không biết. Hiện tại trong đầu của mình chưa có ý tưởng. Bây giờ anh em góp ý cho tôi đi, nghe ok tôi làm theo luôn. Giờ biết ý tưởng rồi đúng không? Đúng. Dễ mà, lên đọc comment của mấy bạn, cái nào hay thì làm theo. Rồi lấy điện thoại ra chơi đi mày. Rồi đọc chị ơi. Đó mọi người thấy chưa? Dễ. Đôi khi mình cũng phải đọc comment các bạn để có thêm. Có rồi nè. Thằng này ăn cơm hớt tao quá mày, tôi đang chia sẻ với fan mà mày. Bạn Lê Hoàng Anh Ngọc. Sao? Ra tiếp tập 3 trên ma đi anh, em hóng quá à. Trò ma hả? Mày kiếm ý tưởng khác đi. Bạn Trang Đinh, anh Tony ơi. Một ngày trên quỷ đi anh. Trời ơi, hết cho ma rồi tới cho quỷ. Cái gì kỳ vậy? Mà mấy cái clip con này là mình nhớ cũng đã thực hiện vài cái clip up trên kênh Tony TV mà các bạn. Ê Vinh, có bạn này comment hay lắm nè. Nói à? Clip cho ma anh nên đầu tư hơn đi. Anh giả làm con ma trên tay thì cầm cái đầu để hù team Tony coi phản ứng của mấy bạn làm sao. Ê, hay đó. Đấy, nhưng mà tao góp ý mày cái này. Vụ clip cho ma lần này á, mày quay theo cái style mới đi. Chứ tao thấy cái cách quay hiện tại của mày á bị nhiều người copy quá rồi. Thậm chí á tới cái tấm ảnh bìa của mày á cũng bị nhái theo nó kìa. Chị nói đúng rồi đó Vinh ơi. Tao biết là mày không có muốn giống người ta, cho nên cái tấm ảnh bìa mày mới bo tròn cái góc lại. Vậy đó mà cũng có một số kênh làm theo. Ý tao mà lâu lâu muốn coi clip của mày mà còn vô lộn kênh nữa đó. Trời ơi, cái chuyện mà hai anh em vừa chia sẻ là tôi biết hết. Cái chuyện hàng thật hàng giả là nó không phải xuất hiện riêng trên cái nền tảng YouTube này đâu. Mà nghe con cho... mắc cười nữa mày. Sao? Mình làm việc để tạo ra sản phẩm mà giờ cứ trông chờ vô cái sự nhầm lẫn của người khác. Vậy thì có khác nào tự nhận bản thân mình yếu kém đâu. Thôi được rồi, thay vì giờ hai anh em cứ cảm thấy bất công, mày dành cái thời gian đó chuẩn bị cho clip cho ma thiệt là tốt. Tối nay còn hù team Tony nữa. Vậy đi. Bây giờ ba anh em mình thằng nào làm con ma? Thằng này nè chứ nào. Không được đâu. Sao? Clip cho ma thì phải quay vào ban đêm. Mà ba anh em tụi mình á chung một team thì ai cũng biết rồi. Tự dưng thiếu một thằng, chắc chắn team Tony sẽ nghi ngờ. Rồi tới lúc đó sao mà hù hiệu quả được. Đúng rồi. Tuy là bình thường chứ nó có hơi ngáo ngáo thiệt, nhưng mà lần này nó nói hợp lý nghe mày. Có gì đâu. Cái vấn đề này dễ giải quyết mà. Anh em quên là tôi có một thằng đệ bên Sa Đéc hả? Nó rất nhiệt tình và đam mê quay YouTube nha. Tôi hú một tiếng là nó qua đây liền. Sa Đéc. Ê, đừng có nói với tao là cái thằng hôm bữa làm chìm xuồng trong cái clip mà cắm trại ngoài đồng nha mày. Nó đó. Bữa nay anh Kim qua đây là để quay phim đúng không anh? Đúng rồi, chứ không lẽ anh Kim qua đây chơi sao trời. Em nói trước luôn là hôm nay em không cầm máy quay à nha. Yên tâm đi, hôm nay anh cho em làm quay chính. Yeah, em cảm ơn anh nhiều nha. Anh Kim yên tâm đi, hôm nay em sẽ không làm cho anh hắt giọng đâu. Phải vậy. Mà nói trước luôn, cái vai này hơi khó nha em. Không sao, cái vai nào càng khó là em càng hít đó. Very good. Nhưng mà cái nhiệm vụ em hôm nay làm gì nè anh? Đầu tiên em sẽ mặc vào một bộ đồ ma. Sao nữa mày? Giữ im lặng, đứng ở trong bóng tối. Rồi sao nữa? Hù tụi nhỏ. Rồi tiếp theo sao anh? Hết. Ủa gì kỳ vậy? Tính ra là em đóng vai chính luôn á. Em không nói được câu nào. Đã vậy mọi người chưa thấy mặt em nữa. Trời đất ơi, thì cái clip cho ma, con ma nó là vai chính. Mà con ma thì phải mang mặt nạ vô. Rồi em hù người ta, không lẽ em nói chuyện. Rồi bây giờ đóng không? Không đóng, kêu thằng khác à. Ừ. Thôi anh ơi, em cũng mới vô tìm mà. Cái già này em thấy cũng ổn lắm rồi đó. Vậy thì giờ đi mua đồ ma đi, về làm nè. Dạ. Đi theo anh nè. Clip drama lần này các bạn không cần phải đầu tư nhiều đâu. Chỉ cần một cái mặt nạ, một lọn tóc giả. Đơn giản. Và một cái khăn trắng trùm lên đầu của thằng Hận là xong. Không có gì cầu kỳ hết. Tiết kiệm. Để mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu luôn. Chị Bành sẽ làm cái đầu của con ma. Đặt nó lên trên đây. Rồi. Rồi đó, đứng vô trong bóng tối. Chờ tim tôi đi quá, lắc nhẹ cái đầu một cái. Đó. Cái đầu sẽ gớt xuống. Lần này team Tony không sợ, mình là con các bạn nè. Nhưng mà tao thấy con này sai lắm nha. Sao? Trên đời này làm gì có cái con nào mà cái đầu của nó tròn vo như trái banh này vậy mày. Hiền Vinh nó nói đúng rồi, mày không biết làm cái đầu con ma đúng không? Để tao chỉ cho. Trước tiên mình sẽ tạo cho nó một cái khung. Tiếp theo là ốp cái mặt nạ vô, vẽ thêm chút xíu máu cho nó rùng rợn. Cuối cùng đổi tóc giả lên cho nó. Vậy là có cái đầu con ma rồi, đơn giản không? Ok, very good. Được rồi, thằng Hận sẽ là cái phần mình của con ma. Okay. Còn tôi sẽ làm cái đầu cho nó. Ủa, hai đứa bay làm hết rồi, tao với anh Chí làm gì? Ừ. Ở không hả? Hai đứa bay đi chợ mua cái bánh kem với trái cây về đây cho tao. Ủa, mua trái cây về tụi mình ăn thì ok rồi đó. Rồi mua bánh kem về chi nữa? Bộ bữa nay sinh nhật của em hả Hận? Em đâu biết gì đâu rồi. Cái tháng 3 này là sinh nhật của thằng A Ngọc nè. Ừ. Mình phải đi mua bánh kem với trái cây về đây đó. À! Tao hiểu rồi. Thì ra mày lấy cái cớ tổ chức sinh nhật cho thằng A Ngọc để tụ hội mấy đứa lại đây rồi hù tụi nó. Càng ngày mình càng thông minh các bạn ơi.
Ủa sao em ru hết trơn vậy? Thằng Vinh nó mới nói sơ qua là ở đây người ta hiểu hết rồi. Mày là hiểu chậm nhất mà la lớn nhất luôn á chị. Thôi được rồi, tao với mày đi mua bánh nè. Trời ơi, thôi đi nè. Đảm bảo với các bạn, lần này tụi mình sẽ tổ chức cho thằng A Ngọc một buổi tiệc sinh nhật không bao giờ quên được luôn. Ý ban ngày mình nhìn thấy nó mà mình còn sợ rồi đó các bạn. Huống chi là team Tony, ban đêm tình cờ tụi nó nhìn thấy, làm sao mà không sợ được hả? Cái hình thức tròn của mình sẽ như thế này nè. Em đi ra đây cho anh. Dạ, có em. Cầm cái khăn lên, trên tay cầm cái đầu con ma. Đó. Rồi, mình đang ở vị trí của thằng An Ngọc, được anh Vinh quan tâm tổ chức sinh nhật cho. Thì lúc này tâm thế mình như thế nào? Đang sẵn sàng feel, đang happy, đang vui, đang đi tới dự sinh nhật. Quay. Mày đang làm cái gì vậy? Em đang nhắc ma nè. Hồi nãy anh nói với mày sao? Anh kia em đứng yên tại chỗ và giữ im lặng. Vậy tại sao cái miệng mày lại phát ra âm thanh vậy? Cái này em ghen mà anh. Trời ơi, tao đâu có mượn mày rên đâu. Chốt lại là cái lúc em cho ma chỉ cần đứng trong bóng tối và giữ im lặng, ok? Em hiểu rồi. Quay. Cái gì nữa vậy? Anh đệt. Nghe đây, làm ơn làm phước, mày có nhu cầu gì giải quyết hết đi. Tới lúc cho tụi nhỏ chỉ cần đứng trong bóng tối và giữ im lặng giùm tao, ok? Mình mới bú liếm ở nhà được quả dưa hấu nè các bạn. Ê Vinh, hai đứa tao về nè. Mua đầy đủ hả bộ? Rồi, đây, chúc mừng sinh nhật A Ngọc. Ok. Quá đẹp luôn, trái cây đầy đủ luôn rồi. Rồi, để làm bàn đi nè anh em ơi. Tối nay cho thằng A Ngọc ăn ngập mặt luôn. Ê, bà khoan. Gì? Thằng Hận đi đâu Tiêu vậy? Ủa nó đâu rồi? Tao mới thấy. Ủa nó đâu rồi ta? Hả? À, mày làm cái trò gì ở trên nóc nhà vậy? Thầy giác ma mới đứng trên nóc nhà chứ gì nè, hù mấy đứa nó mới sợ. Hồi nãy anh nói nhiệm vụ của mày là cái gì? Anh kêu em đứng yên tại chỗ và giữ em lặng. Vậy tại sao bây giờ mày lại di chuyển lên nóc nhà rồi? Thôi em quên. À chứ anh chụp về em cái đầu để em đi xuống anh chứ. Trời ơi. Trời. Tao bắt đầu hơi sợ đệ của mày rồi đó. Màn đêm sập xuống rồi nha mọi người. Ngay lúc này thì cả team mình đang set up một buổi tiệc sinh nhật để chờ thằng An Ngọc và team Tony tới. Ê, cái con ma này, nhớ một chút xíu nữa em có cần phải lên tiếng không vậy? Tốt, bây giờ em vào cái nhà chó để em trốn giúp anh đi. Khi nào mà em thấy tụi anh đang hát cái ca khúc chúc mừng sinh nhật á, thì khi đó em hãy lén lén ra ngoài em trôn tụi nhỏ nghe chưa? Tốt rồi đó. Tụi tao làm xong hết trơn rồi nè. Ổn hết rồi đúng không? Ổn. Rồi mày có gọi điện kêu team Tony tới chưa vậy? Có, mà tụi nhỏ học bài hết trơn rồi, kêu được có 3-4 đứa. Bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Rồi, rồi. Xong hết rồi đúng không? Rồi, chuẩn bị. Rồi, trái cây, bánh sinh nhật gì xong hết chưa? Đầy đủ luôn. Camera set up lén xong chưa? Ok. Rồi, đợi. A few moments later. Sao thấy hôm nay cái team mình gì kỳ vậy? Anh tập hợp cả team mà sao có 3-4 đứa vậy trời? Mấy đứa bận học bài á anh. Rồi ngày mai có kiểm tra gì không vậy? Ủa bánh kem đẹp dữ vậy. Có nhiêu chơi nhiêu. Ủa ngày mai có kiểm tra gì không vậy? Lớp mấy đứa có kiểm tra nhưng mà lớp em không có. Thôi đi, mấy đứa thì tổ chức sinh nhật mấy đứa. Ở lên ở trong rồi. Ít người đỡ tốt. Rồi mở bánh sinh nhật ra đây. Mở ra. Chơi đẹp chơi. Rồi mở ra. Đốt lên. Đốt pháo lên luôn. Pháo lên. Đốt số 15 lên cho nó. Cho nó ướt gì đó. Năm nay được lên lớp, năm tới lấy vợ gì đó. Không rồi. Nhắn gì cho nó đi. Một cây. Đốt lên anh ơi. Trái bánh kem đẹp không? Có trái cây rồi đó. Đốt đây. Rồi đốt cho anh cây, đưa cho anh cây này đây đi. Đẹp lên đó. Đốt đây ngọc. Thằng Ngọc nó thổi cái này cũng được rồi. Rồi. Cho anh Ngọc ướt đi. Ướt đi. Im lặng cho nó ướt coi. Nói chuyện vậy sao nó tập trung được. Rồi. Rồi. Thôi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi cắt bánh kem đi cưng. Run.
Rồi sao? Giờ cảm giác bị cho ma lần này sao? Đứa nào nói trước cảm nhận anh nghe cái coi. Đầu năm nay anh Vinh tổ chức sinh nhật cho mình, làm mừng muốn chết luôn. Mà đang ăn sinh nhật vô chừng bị cho ma. Mà con ma lần này còn ghê hơn mấy đợt chứ. Bà ghê thiệt, ghê thiệt. Tưởng đâu ăn sinh nhật là chính, mà ai dè cho anh ma là chính. Sinh nhật chỉ là phụ thôi cưng ơi. Hồi nãy mình sợ muốn xèo. Hồi đó tới giờ con rắn nè, con gít, mình đâu sợ đâu. Chứ con ma là mình sợ dữ lắm luôn. Thì em biết cưng sợ. Cho anh mình á là thiếu một anh. Ngày ba anh tập hợp là đầy đủ nè. Đúng rồi. Nào ngờ có anh thứ tư. Anh Hận. Anh cu tí, anh Hận á. Không đâu rồi, để tao nghe con bánh bèo này coi. Mình đã sợ ma rồi, mà lần này còn chơi như vậy nữa. Chắc mai mốt buổi tối không dám quay phim với Vinh luôn. Cái thằng lý ra, hồi nãy là mình giận, là mình đi về luôn rồi đó. Ủa sao không đi về đi, ở đây làm gì nữa? Tại đồ ăn còn nhiều chứ ngon quá, nên ăn xong mới về. Trời ơi, cái thằng này nó khôn. Thôi lên ăn đi, lên ăn luôn đi. Giờ cho ăn xong rồi cho tụi nó ăn đi các bạn ơi. Hơi tiếc một cái là team Tony mình tập hợp buổi tối này hơi thiếu nha. Vậy là nữa mình phải tìm cái cách mình tổ chức những cái buổi tiệc khác để mình kêu mấy thành viên còn lại tới để mình cho nữa đó. Rồi đúng rồi, giờ dẹp cái đồ ma chứ. Thôi mà dẹp đi, tao nhìn tao sợ quá. Ok, vô ăn đi, lần này không có còn cho nữa nha. Rồi ăn đi, ăn đi. Rồi ăn lên ăn. Con ma lên ăn luôn đi con ma ơi. Hôm nay là ngày 16 thứ tư, cũng là ngày mà team Tony sẽ tới đây để luyện tập tiếng Anh, chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 đó các bạn. Thì mọi người nhìn vào trong cái cây này có thấy gì đặc biệt không? Đó, ý là mình chỉ cho các bạn nhìn kỹ mà các bạn còn không thấy. Thì làm sao mà team Tony nó biết ở trong đó có camera quay lén được? Đây. Về cái hình thức cho thì y hệt như tối ngày hôm qua tụi mình cho thằng An Ngọc vậy đó. Con ma đâu rồi, em bước xuống như này. Ôi, cho anh đi. Dưới đi cưng. Một chiêu áp dụng nhiều lần nhưng mà khác với cảnh nha các bạn. Để em đứng trên này đi, để anh cầm cái đầu cho. Đây, xin giới thiệu với các bạn luôn. Đây là cánh cửa mà tụi nhỏ muốn đi học thì phải đi qua đây. Chính xác. Và sau khi tụi nhỏ học xong thì nó phải đi về với cánh cửa này. Thì khi đó thằng Thận nó sẽ đứng ở đây, nó ôm cái đầu của ma này nè. Nó sẽ nhát tụi nhỏ làm sao mà tiếng tụi ní nó không sợ được. Rồi một tiếng đồng hồ nữa tụi nhỏ nó sẽ tới đây đó các bạn. Giờ lên chuẩn bị trước cái đã. Ok. 1 hour later. Ở không biết. Con nhỏ này diễn lố nữa. Đây nè, đi vô trong đây, đi vô trong đây. Làm sao mà chịu nổi với cái cú trò này. Đó. Đây, khoan, bây giờ. Được rồi, để bây giờ hỏi coi. Thấy sao mấy đứa, có đứa nào không giật mình không? Đứa nào không giật mình giơ tay lên để anh biết nó gan dạ cỡ nào coi. Đứa nào cũng thở. Rồi, bây giờ cảm nhận đi, cảm nhận đứa nào nó cảm nhận chứ anh nghe cái coi. Tuy nhà em gần nhà anh, nhưng mà có điều á, chỗ nó tối lắm. Xíu nữa đưa em về đó nghe. Chút xíu nữa thằng Quang lo nhiệm vụ đưa á tiên về. Còn đứa nào muốn đưa về nhà nữa không? Anh Thận nhát em nè, một lát nữa anh Thận phải lấy xe máy thay đèn cho em về. Rồi, anh Thận lo cho nhỏ này về đi. Còn không, anh không có hỏi cái vấn đề đó. Bây giờ nè, nói chung là cái cảm nhận mấy đứa, nói chung cảm xúc mấy đứa mà khi bị trôn ma bây giờ như thế nào. Bình thường á, anh Vinh cho anh ma thì đã sợ rồi. Lần này còn ghê hơn mấy lần trước nữa. Anh Thận nè, còn trở cái đầu ghê tụi mình nữa các bạn. Thì chó vậy mới hù được cưng. Còn chị Thảo thấy sao rồi? Nãy thấy xanh đó nè. Em nói chuyện hết nãy rồi, lát anh Thận cũng phải đưa em về đó. The next day. Tiếp tục giảng lại vậy, đặt camera đó, đặt ở trên đầu tủ này đi đó, mình để ở đây nha. Thì làm sao mà team Tony nó thấy được, đúng không? Rồi. Thì mình giúp cái vị trí này đi, mình sẽ giả bộ mình ngồi ở đây mình bàn thoại. Còn con ma này nè, con ma này lúc đó em làm ơn một chút nha. Em đứng ở ngoài cửa sổ này nè. Anh canh cái góc nào mà tụi nhỏ nó đang say mê nghe mình giật thoại á. Cho nước, ba nước của anh hồn với anh. Hồn sao thành công là ngày mai em dẫn đi ăn hải sản. Okay. Rồi quyết định vậy đi, anh ra ngoài này em phục trích trước thì băng cái đi.
Rồi. Vô đây cho mọi người. Dạ. Chuẩn bị sắp tới là quay vườn trái cây nha. Trái cây hả? Ừ. Vườn nho ngon lắm. Ôi, nho lại được ăn luôn á. Mấy đứa kia là nó không có kẹt lịch học. Có mình ba đứa cưng là thứ bảy chủ nhật là nay học cái này, tuần sau học cái môn khác. Đoạn soạn cho nên mới gom ở đây để mạnh bàn coi cái chủ nhật tuần này đứa nào không đi vườn nho được thì giơ tay với ba. Anh Vinh, anh Vinh. Chị hai em điện cho em bắt lái cái nha. Rồi. Nghe đi, đeo telephone vô với ba đừng làm phiền nè. Rồi, thì giờ á. Anh Vinh, nãy giờ anh có thấy gì mà cửa sổ không? Anh sợ cái gì, anh đóng cửa lên đi. Trời ơi, cái gì mà trời. Tương tự con mà sợ mấy anh. Rồi, chỉ á, bây giờ hồi trưa nay là ông gọi ông chủ vườn đó, là ông đã đặt lịch là chủ nhật tuần này team mình lên trên đó tham quan. Rồi, ok, xong hết trơn rồi, chỉ cần đi thôi đó. Bây giờ anh có tới giờ ngáo đâu có sai đâu, đúng rồi. Nước vậy chạy luôn à. Đúng rồi. Ê, mày á là chủ nhật tuần này nè, hẹn team Tony đi tới trước khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà mình xe taxi xuống rồi đón team. Làm gì mày? Quá wow, chúng ta đâu có gãy tay luôn á. Rồi, nói chuyện trong chưa, nói chuyện ngoài. Dạ rồi. Ngoài đi cơ. Nói chuyện ngoài nè. Dạ sao? Chủ nhật được không? Dạ đã. Dạ chủ nhật tuần này đi vườn nho được không? Được. A few moments later. Đứa nào đứa nấy quán hồn chạy vô vô vô. Nó chạy tới đó mà mình đuổi theo không kịp luôn á, tới bây giờ còn mệt nè. Đứng lại cái gương mặt của con ma đây nè. Anh cho tụi em hả? Chứ ai nữa? Nó chưa biết mình lắp camera luôn á. Ê ơi. Đó. Vậy nó mới kính chứ. Bây giờ anh hỏi nè, bây giờ mấy đứa bình tĩnh chưa? Dạ rồi, đỡ đỡ chưa? Ổn chưa? Rồi đúng rồi kìa. Bây giờ nói cái cảm nhận khi thấy con ma này nè, cho khán giả biết mấy đứa sợ như thế nào. Rồi đứa nào nói trước nha. Rồi nháo. Bình thường là em đã sợ rồi. Mà bữa nay còn bị em hẳn cho anh nữa. Thôi, kiểu này cái buổi tối em không dám ra đường nữa anh ơi. Nếu vậy thì thôi Cưng ở nhà giùm anh, Cưng học bài đi, vậy nó tốt hơn. Tới thằng Mập hay sao? Còn em á thì đang nghe anh tập trung nói nè. Tự nhiên á anh ngáo là Ma, em tưởng đâu là nói giỡn. Quay cái mặt lên thấy nguyên con ma trắng bạc luôn. Hồi tối nay về em ngủ chung với mẹ luôn. Thằng Mập ơi. Thằng Mập nhà đầu ngủ chung với mẹ nữa. Thôi, kể ai nói gì nói. Giấc ngủ ngon mới là quan trọng nhất các bạn. Tụi con mình nhắc em chứ trời. Lần này là thấy nó thở dữ nhất nè. Bây giờ em thấy con ma em sao, em cứ chia sẻ thật lòng đi cho anh biết. Trời ơi, mấy con ma này có ai đâu sợ anh Vinh ơi. Ủa mày không sợ sao mày chạy dữ hả? Đó, các bạn. Bí rồi, hỏi vậy bí rồi. Cái thằng xạo nó mở miệng cái hai ba câu là mình nghe mình chết liền. Cưng hồng. Bây giờ như vậy nè, mấy đứa nó mới bị cho xong rồi. Bây giờ mày á, coi pha đèn. Chứ giờ nó đâu có dám về. Mấy đứa đi về đi. Thẳng chí á. Đúng rồi. Pha đèn cho mấy đứa đi về. Chứ mấy đứa đi về. Video trong này á, các bạn thấy thành công mỹ mãn chưa? Làm sao mà không sợ được. Nhưng mà các bạn ơi, đừng quên đăng ký kênh, bấm like với bấm vào cái chuông để ủng hộ kênh mình nha. Hay là các bạn có những cái comment ý tưởng nào đó mà nó về những cái hình thức troll sắp tới hay hay sáng tạo, các bạn cứ góp ý cho mình, để lại phía bên dưới bình luận, mình thấy hay mình sẽ làm theo thôi. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye.